Làm sao duy trì được câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn? Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có đưa ra một tiêu chí cho việc hành trì tu tập là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Làm sao để có nhận thức chính xác giúp mình không còn hoài nghi nữa? Mọi người có thể tham khảo bài Tại sao khi nghiên cứu kinh điển Đại Thừa dễ hiểu lệch sang học thuyết Duy Tâm? Còn làm sao để không bị xen tạp? Mọi người vui lòng tham khảo bài Các bước hành trì tu tập. Và các phương pháp hành trì cụ thể sẽ được trình bày trên trang web hocphat.vn. Còn bài viết này sẽ giúp quý vị đề khởi được tinh thần của mình, làm sao cho việc hành trì được liên tục không bị gián đoạn. Phàm phu, hàng nhị thừa hay là A-la-hán và hoàng Bồ-Tát khác nhau không phải ở hình tướng bề ngoài, mà chủ yếu là ở trạng thái tâm thức của họ. Trạng thái tâm thức mới quyết định tới mức độ hạnh phúc của một con người, chứ không phải của cải vật chất bên ngoài là thứ mang lại cho ta hạnh phúc. Giả sử bây giờ chúng ta có ngồi trên đống vàng, mà nội tâm của mình lúc nào cũng hằn học, tức tối, bất an, so đo hơn thua được mất, vậy thì ngồi trên đống vàng còn có ý nghĩa gì? Phàm phu thì thường xuyên phải lo âu, não phiền, phải trái đúng sai. Căn nguyên là vì họ chỉ tin vào những gì họ thấy nghe thông qua các giác quan của họ mà thôi. Còn những cái không thấy được như tâm thức của họ thì họ lại cho là không có. Nên họ chỉ bận tâm tới những thứ như tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Đại khái là những thứ thuộc về vật chất. Mà vật chất thì có biến đổi, có sanh diệt, nên mới có tranh giành, hơn thua, được mất. Từ đó mà sinh ra đủ các loại phiền não. Còn hàng nhị thừa lúc nào cũng có sự an lạc và bình yên. Là nhờ Đức Phật chỉ giáo mà họ biết được rằng cái tâm của mình tuy nó vô hình, nhưng nó có cái tánh thấy, tánh biết. Cái này nó không có thay đổi hay sanh diệt như dạng vật chất. Vì vậy mà nó không có được mất, không có biến đổi. Khi họ ý thức được điều này, thì họ sẽ thường xuyên chú ý, thường xuyên nhớ nghĩ tới cái tánh thấy, tánh biết này. Nên tâm họ không bị những cái sanh diệt, được mất, hơn thua của vật chất làm ảnh hưởng đến nội tâm của mình. Nên họ lúc nào cũng được bình yên và an lạc. Nhưng họ vẫn còn bị cái khổ về thân xác như bệnh tật đau ốm. Chỉ những vị A-la-hán đã làm chủ được vọng tâm rồi. Khi bị bệnh tật dày vò, họ có thể xả bỏ báo thân này để nhập Niết Bàn. Nên cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều tới trạng thái an lạc của họ. Nhưng vì chưa chứng được pháp thân của mình, nên họ chưa có được trạng thái cực lạc mà thôi. Còn trạng thái tâm thức của những vị Bồ Tát không phải là dạng an lạc như hàng nhị thừa nữa, mà là đạt tới trạng thái cực lạc. Đó là vì các vị Bồ Tát phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, nghĩa là họ đã cảm nhận được cái bản thể vũ trụ là cái thân thể của mình, và cái tánh thấy, tánh biết của cái tâm họ không còn hạn hẹp trong sáu giác quan nữa, mà là chùm khắp cả pháp giới, còn gọi là tánh viên giác. Nên tâm của họ lúc nào cũng đạt được trạng thái cực lạc. Và rất phước cho những ai không thấy mà tin. Như phàm phu xác đất như chúng ta, chưa chứng được pháp thân như các vị Bồ Tát, chưa làm chủ được vọng tâm của mình như A-la-hán. Nhưng nếu biết thường xuyên nhớ nghĩ, thường xuyên niệm tới cái pháp thân đó, không để bị xen tạp và gián đoạn, thì mình cũng được hưởng lay trạng thái cực lạc đó. Tuy lúc đang thức, ta chưa cảm nhận được rõ ràng, nhưng lúc nằm mộng, trạng thái này sẽ được nhân lên 7 lần, thì ta sẽ cảm nhận được rõ hơn. Và danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là biểu tướng của cái pháp thân đó. Như trong kinh niệm Phật Ba La Mật có nói: Bởi vậy mà ta
Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hôm nay trân trọng xác quyết rằng vạn sanh đồng ý nghĩa với thành Phật, vì vạn sanh tức là thành Phật. Muốn vạn sanh cực lạc, chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là đủ, vì danh hiệu chính là biểu tướng của Pháp thân. Cho nên, niệm danh hiệu tức là niệm Pháp thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa. Vì ngay nơi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh, tướng hảo, uy lực, không thể nghĩ bàn. Và những người mà có khả năng tin tưởng vào sự tồn tại của cái pháp thân này, tin tưởng chấp trì danh hiệu Phật, thì được gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm, như trong kinh niệm Phật Ba La Mật có thuyết. Cũng như thế, Bồ Tát Sơ Phát Tâm chấp trì danh hiệu Phật, tuy đức hạnh và trí đức còn kém khuyết, vẫn vượt lên trên vị thừa và hàng hữu học khác. Ví dụ như cây chùy kim cương, những người đầy đủ sức mạnh vẫn không thể sử dụng nổi, chỉ trừ đại lực sĩ Na La Diên. Cũng như thế, hạng vị thừa và kẻ phàm phu chẳng thể tính thọ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ trừ hạng Bồ Tát Sơ Phát Tâm từng gieo trồng hạt giống Bát Nhã từ vô lượng kiếp sâu xa, mới sẵn đủ thiện căn, phước đức và đại nhân duyên để chấp trì và hưởng dụng giác quả vô lậu ấy. Hạt giống Bát Nhã chính là tin vào cái pháp thân thường trụ chu biến khắp pháp giới. Đó là điều mà hàng nhị thừa không thể tính thọ nổi. Đó là vì họ thấy phàm phu do chạy theo những thứ vật chất vô thường sanh diệt kia mà sinh ra đủ thứ khổ não. Nên từ đó hàng nhị thừa mới suy ra rằng chỉ có về với tâm, về với cái tánh thấy, tánh biết của tâm mới là cái thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt, mới không có khổ não mà thôi. Ngoài ra không còn một cách nào khác. Nhà Phật hay nói cách suy nghĩ kiểu này là thuộc dạng nhị biên, ngược lại bên này thì chỉ có bên kia, ngoài ra không còn bên nào hết. Nhưng khi lên Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật bắt đầu đưa ra khái niệm trung đạo là không thiên lệch về bên nào hết. Làm sao dung hòa hết cả hai mới là đúng với thật tướng các pháp. Hay như khái niệm bất nhị, có nghĩa là không thể tách nó ra làm hai. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Giống như khái niệm tâm và thân, tuy hai mà một, chúng ta không thể tách ra làm hai được. Đã có thân thì phải có tâm. Cho dù khi về pháp thân thì cũng phải có cái chân tâm trong đó. Nhưng có điểm khác là cái tánh biết của chân tâm không còn hạn hẹp đối đãi như của các giác quan nữa, mà là chứa suốt khắp mười phương. Nên Đức Phật mới đổi tên nó lại là tánh viên giác, không còn là tánh biết, tánh thấy nữa. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu: sắc tức thì không, không tức thì sắc. Như khoa học bây giờ người ta đã xác định, trong một hạt nguyên tử, cái phần khoảng không chiếm tới 99%, còn lại 1% chỉ có hạt nhân và điện tử electron mà thôi. Đó gọi là không tức thì sắc. Nghĩa là có tới 99% là khoảng không trong đó, nhưng ta lại cho ở đó là dày đặc, nên các giác quan của ta không bao giờ thấy được đúng như thật cả. Và gần đây các nhà khoa học hiện đại đưa ra lý thuyết dây, cho rằng các hạt căn bản thực chất cũng chỉ là các sợi năng lượng liên tục dao động mà hình thành nên các hạt và tạo ra sự liên kết giữa chúng. Các sợi năng lượng này tồn tại như dạng sóng vậy, chúng ta không thể dùng giác quan mà thấy được, nên có thể nói nó là sắc tức thì không.
có nghĩa là cái mà tạo ra sắc tướng đó, nó hiện hữu, nó tồn tại như vậy, nhưng các giác quan của ta không thể nào thấy biết hay cảm nhận được nó. Hàng nhị thừa không thấy được rằng sắc tức thị không, không tức thị sắc, là vì họ còn dùng các giác quan để nhìn ra thế giới, nên sẽ thấy có đối tượng này, đối tượng kia, từ đó mà thấy có sanh diệt, vô thường, biến đổi, rồi từ đó mà cho rằng bản chất của thế giới bên ngoài là khổ, không, vô thường, vô ngã, nên họ mới bị dính vào cái tánh biết, tánh thấy của tâm, cho cái đó mới là thường lạc ngã tịnh. Nhà Phật nói đây là loại niết bàn thiên không, là lệch về không, là trạng thái vắng lặng của hàng nhị thừa, cho là đã cứu cánh viên mãn, nên hàng nhị thừa không chịu tiến lên nữa là vì vậy. Mà họ không biết rằng khi về lại với pháp thân, về lại với nhất thể, thì có thể thấy được thật tướng của các pháp, đó là sắc tức thị không, không tức thị sắc, nên vẫn có thể thọ dụng được cái thường lạc ngã tịnh ngay trong cái thế giới vật chất này. Như kinh Vô Lượng Thọ có nói: húc nhiên tâm khai, đạt lý giác ngộ triệt để, thấy được thật tướng các pháp, bản thể vũ trụ quan sát xen nhau, tất cả chỉ là như như biến chuyển vô cùng, ước đơn việc thành thất bảo, nắm rõ vạn vật sáng sạch hiển lộ, tột đẹp vô cùng, không gì sánh được, rõ ràng không trên dưới, thông suốt không ngàn mé. Nhưng khi chưa thấy được bản thể của vũ trụ, chưa chứng được pháp thân, thì vẫn còn bị những thứ vật chất đó chi phối. Muốn chứng được cảnh giới này không phải đơn giản. Các chư vị Bồ Tát phải trải qua hằng hà vô số kiếp tu hành khổ luyện mới có thể đạt tới được. Nhưng nhờ công đức tu hành bao nhiêu kiếp của Đức Phật A-di-đà gói gọn trong danh hiệu Phật, giúp cho hàng phàm phu như chúng ta, dù chưa có năng lực phá được vô minh, nhưng vẫn thọ dụng được cái giác quả vô lậu đó ngay trong hiện tại. Và khi lâm chung lại được Đức Phật A-di-đà tới tiếp dẫn về cảnh giới cực lạc, thì chắc chắn không còn bị thoái chuyển nữa, như kinh Phật dạy. Tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững vàng cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải vãng sanh tịnh độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và Thánh chúng cho tới khi thành tựu vô sanh pháp nhẫn. Sau đó mới đủ năng lực hiện thân khắp mười phương, hành Bồ Tát Đạo, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chốn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sanh không có hạn lượng. Khi tin hiểu được điều này, ta mới thấy cái thứ mà ta hàng ngày hay niệm tới đó sẽ quyết định trạng thái tâm lý của mình. Nếu ta niệm vật chất của cải, sắc dục, danh vọng, ăn uống mà không chịu niệm Phật, đâu khác nào đánh đổi quả giác vô thượng, lấy những đồng bạc lẻ ăn được 2-3 ngày lại phải lo cho những ngày kế tiếp. Chưa nói tới những việc tranh giành, hơn thua, đấu đá, kiện tụng. Còn hạng nhị thừa thì khá hơn, là hàng ngày biết nhớ tới, biết niệm tới cái tánh giác, tánh biết thường hàng bất sanh bất diệt của mình, từ đó mà có sự an lạc, có sự bình yên. Nhưng để có được trạng thái cực lạc, không gì hơn ngoài việc quay về lại với pháp thân của mình. Nếu ta chưa quay về được với pháp thân, thì chúng ta có thể trì niệm danh hiệu của cái pháp thân ấy, thì chúng ta cũng có thể nếm trải được trạng thái cực lạc đó ở trong đời sống hàng ngày. Tại sao khi niệm những thứ đối tượng vật chất này lại khiến nội tâm ta bất an, còn khi niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thì lại cho ta sự tự do tự tại, sự an vui hạnh phúc? Đó là vì danh hiệu Phật là biểu tướng của pháp thân, và chỉ có pháp thân mới là đối tượng thật sự tồn tại một cách độc lập, mới là cái có tự thể thật sự. Nếu không có sự tồn tại một cách độc lập,
thì không thể xem nó là một đối tượng có tự ngã, thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt được, mà chỉ có thể xem nó là một đối tượng duyên sanh, do nhân duyên hòa hợp mà sanh khởi ra. Khi đủ duyên thì nó xuất hiện, khi hết duyên thì nó biến mất. Nó luôn biến đổi vô thường như vậy. Như những thứ vật chất kia, không thể tìm thấy được một thứ nào là tồn tại một cách độc lập cả. Nhờ các nhà khoa học hiện đại cho ta thấy, ngay cả những hạt cơ bản cũng là do những sợi năng lượng liên tục dao động nên mà hình thành. Chúng ta có cảm giác những đối tượng vật chất đó tồn tại một cách độc lập là vì sự hạn hẹp của các giác quan của ta mà ra. Từ đó mới sinh ra cái ảo tưởng như vậy, mới nghĩ là có một cái tự thể, tự ngã trong đó, nên mới khởi lên phân biệt như cao thấp, to nhỏ, hôi thơm, mặn ngọt, cứng mềm, rồi mới dính mắc vào đó, mà không biết rằng đó đều là những ảo giác do các giác quan này gây ra. Nếu cứ chạy theo những thứ ảo giác, ảo tưởng như vậy, thì sẽ làm cho tâm thức ta càng ngày càng mê mờ đi, từ đó mà càng ngày càng bất an. Còn pháp thân mới đúng thực là một đối tượng thật sự tồn tại một cách độc lập, bất sanh bất diệt, thường hằng bất biến. Nhưng ngược lại với các đối tượng vật chất, nó lại là thứ vượt ra khỏi sự cảm nhận của các giác quan. Cái thật thì chúng ta lại không thể thấy, còn cái biến hóa vô thường thì chúng ta lại tưởng nó là thật. Nếu không có Đức Phật giới thiệu thì làm sao chúng ta có thể biết được? Muốn quay về lại với cái chân thật này thì chỉ có niệm tới cái biểu tướng của nó, đó chính là danh hiệu Phật. Nếu trong Kinh Kim Cang Đức Phật chỉ mới giới thiệu cho ta biết nên ưng vô sở trụ thì mới nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là không trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì cái chân tâm diệu kỳ mới xuất hiện. Còn pháp môn niệm Phật này, Đức Phật lại chỉ cho ta biết cái thật tướng là cái pháp thân, cái thể tánh của chân như, là thứ mà các giác quan không thể nào cảm nhận được. Nên khi để hết tâm vào câu Phật hiệu, chính là trụ vào cái pháp thân này, thì cũng tức là không có trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là sáu đối tượng mà các giác quan có thể nhận biết được, thì khi đó cũng chính là ưng vô sở trụ như bên Kinh Kim Cang. Câu Phật hiệu là biểu tướng của pháp thân, nó như là cái đường ray để dẫn đường. Chỉ cần cố gắng bám chặt vào cái đường ray này thì sớm muộn gì cũng tới đích. Và đặc biệt là cõi Diêm Phù Đề này vốn lấy âm thanh làm thể, do đó nhiều chúng sanh có thể nương nơi âm thanh viên mãn mà chứng viên thông. Ngoài ra pháp môn tịnh độ có một điểm thù thắng, đó chính là có một cảnh giới thật sự là thế giới cực lạc, để cho những chúng sanh chưa hiểu thế nào là pháp thân, thế nào là ưng vô sở trụ, nhưng vì tin vào năng lực bất khả tư nghì của chư Phật mới dám nghĩ rằng thật sự có thế giới cực lạc do Đức Phật A Di Đà tạo dựng lên, thì mới khởi được tâm nguyện muốn vãng sanh cực lạc, muốn thành Phật để cứu độ chúng sanh. Từ đó mới có thể chuyên tâm hành trì, và quan trọng nhất là ngay lúc lâm chung, 10 niệm sau cùng vẫn giữ được 10 câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thì mới được vãng sanh. Một khi vãng sanh về thế giới cực lạc thì chắc chắn sẽ thành Phật. Vãng sanh cực lạc thật sự cũng giống như là đi du học vậy. Về đó tu học thì dễ thành tựu hơn là ở cõi này. Khi thành tựu được rồi thì quay về lại cõi này để hóa độ chúng sanh. Đơn giản chỉ là như vậy, chứ không có gì là huyễn hoặc cả. Nhưng hàng nhị thừa họ không tính thọ nổi, là vì họ hiểu lầm ý Phật.
Họ cứ nghĩ là thế giới này là do tâm tạo. Vậy thì chỉ cần thấy được cái tâm mới là cái gốc. Hướng ra bên ngoài mà cầu cũng chỉ là lòng vòng mà thôi. Họ nghĩ như vậy là vì họ đã hiểu lầm ý của Phật nói. Phật chỉ nói về cái nhận thức cho rằng có những đối tượng này, đối tượng kia tồn tại một cách độc lập mới là thứ không đúng với chân tướng sự thật. Nên phải làm sao nhận thức được rằng những thứ vật chất mà giác quan của ta cảm nhận được đều là hiện tượng duyên sinh, do nhân duyên hòa hợp mà sanh khởi ra, chứ thật sự không có một đối tượng nào là có tự thể cả. Nên nhiều khi nói tắt là nó không thật. Cái không thật ở đây phải hiểu là nó không có tự ngã, không có tự thể, không thể tồn tại một cách độc lập, chứ không phải hiểu theo kiểu nghĩa đen của nó là không có thật, là không có tồn tại, rồi suy ra rằng vật chất chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tâm thức mà thôi. Nên thật sự là Phật không có ý nói về những thứ hiện tượng vật chất là ảo giác, là không có thật, mà Phật chỉ nói về cái nhận thức, cái nhận biết về các hiện tượng vật chất nơi các giác quan của chúng ta là ảo giác, là không đúng như thật. Nhưng hàng nhị thừa lại cho rằng cái hiện tượng vật chất mà các giác quan cảm nhận được hay cái thế giới bên ngoài kia là ảo hóa, là không có thật. Nên họ mới hướng về với cái chi giác là cái tánh thấy, tánh biết của tâm. Họ cho rằng chỉ có tâm mới là cái tự ngã, bất sanh bất diệt. Vì lẫn lộn như vậy nên Phật mới nói Niết Bàn của hàng nhị thừa là dạng Niết Bàn thiên không, là thiên lệch về không. Họ cho rằng tâm mới là cái bản thể sinh ra vạn vật, rất giống với kiểu học thuyết duy tâm. Và khi nói về tâm thì làm gì có khái niệm không gian và thời gian, nên họ cũng rất dễ cho rằng không gian và thời gian không tồn tại, nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tâm mà thôi. Như câu nói tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh, hay như câu nói ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, cũng rất dễ hiểu lầm, dễ cho rằng tâm thức là cái gốc, nó tưởng ra không gian và thời gian trong tâm nó mà thôi, chứ thật sự là không có không gian và thời gian. Cái này nhà Phật gọi là ngoan không. Tuy Phật giáo Đại Thừa cũng dùng chữ không, nhưng không phải cái nghĩa ngoan không là không có không gian và thời gian như bên Nhị Thừa, mà chính xác đó là không có giới hạn về không gian và thời gian. Và chỉ khi về lại được với pháp thân thì mới có thể chứng thực được điều đó. Khi nói về bản thể hay pháp thân là nói về mặt không gian và thời gian, hay nó đơn giản chỉ là một cái tên chỉ về mặt không gian hay mặt thể tánh của chân như mà thôi. Còn khi đề cập tới cái tánh thấy, tánh biết hay tới cái chi giác là đang đề cập về khái niệm tâm, hay nói cách khác, khái niệm tâm chỉ là một cái tên chỉ về mặt công năng của chân như, là khả năng thấy biết của chân như mà thôi. Nên tâm và thể chỉ là hai cái tên chỉ về hai khía cạnh khác nhau của chân như. Nhưng khi đề cập tới khía cạnh nào thì ta dùng danh từ thuật ngữ đó, chứ nó không phải là hai đối tượng khác nhau. Cái này là gốc sinh ra cái kia, không phải là có cái đối tượng tâm rồi nó sinh ra bản thể, rồi từ bản thể sinh ra vũ trụ như học thuyết duy tâm, hoặc bản thể vũ trụ sinh ra vật chất, rồi từ vật chất sinh ra bộ não, từ đó mà có tâm, giống như kiểu chủ nghĩa duy vật. Vì tách tâm và thể ra thành hai thứ đối tượng khác nhau như vậy nên mới gọi là hạng nhị thừa. Họ không tham cầu vật chất như những người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng họ lại rơi vào trạng thái vắng lặng của Niết Bàn tịch diệt. Tuy nội tâm họ có sự bình yên, sự an lạc và không còn bị sanh tử luân hồi nữa, nhưng nó bị tách biệt với thế giới hiện thực bên ngoài,
nên họ không thể có được trạng thái cực lạc giống như các vị Bồ Tát được. Người niệm Phật mà không cảm nhận được trạng thái cực lạc thường là do hai yếu tố trước là hoài nghi và xen tạp họ chưa giải quyết được. Thì làm sao có thể duy trì câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn được? Chẳng hạn trong một ngày họ khởi lên 100 ý niệm mà trong đó xen tạp hết 30-40% là cơm áo gạo tiền, là sát đạo dâm vọng, là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, là tham sân si mạng, thì lấy đâu có cực lạc, lấy đâu mà có hứng khởi để duy trì cho nó được liên tục. Như một tờ giấy trắng mà nhỏ một hai giọt mực còn có thể sử dụng được, chứ nhỏ chục vết bẩn lên đó thì không thể xài. Giống như một tô canh mà bị rớt vô đó một vài con sâu thì làm sao mà dùng được. Nên muốn cho nó liên tục không gián đoạn, trước hết phải đảm bảo hai yếu tố trước là không hoài nghi, không xen tạp, rồi mới nói tới vấn đề không gián đoạn. Muốn không gián đoạn, chúng ta phải nhận thức được cái việc khởi niệm của mình sẽ có tính quyết định tới trạng thái tâm thức của mình như thế nào. Thứ hai là phải thấy được tại sao niệm Phật sẽ đem lại cho ta trạng thái cực lạc mà không cần phải làm cái gì to tát hết, không cần phải sở hữu vợ đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi thì mới có được. Và khi trạng thái tâm lý có cực lạc rồi thì ta sẽ có mọi hứng khởi để làm những điều lợi lạc cho chúng sanh. Nhưng chúng ta cũng phải luôn cẩn trọng, vì việc tu tập giống như việc tích trữ nước vậy, tích lũy càng nhiều thì sức sống càng tăng. Điều này sẽ giúp cho khả năng tập trung của ta càng lớn. Nếu dùng sức tập trung này hướng vào bên trong, có thể giúp ta đột phá không gian cảnh giới. Nhưng ngược lại, nếu dùng sức tập trung này hướng ra đối tượng nào đó bên ngoài, thì sự thích thú, sự ái nhiễm cũng tăng lên gấp bội. Giống như nhà Phật có câu, Phật cao một thước thì ma cao một trượng. Việc tu tập không có gì khó, nhưng để giữ được nó mới là chuyện khó. Tích trữ nước càng nhiều, thì như con đập nước, một khi vỡ đập thì sẽ trôi ra sông ra biển hết. Hay như câu nói, một niệm sân đốt cháy hết cả rừng công đức. Công đức thì dễ tích lũy hơn phước đức rất nhiều, nhưng để tích lũy cho nó đủ để phát huy công năng đột phá của nó thì không có dễ chút nào. Việc đột phá không gian duy thứ giống như việc bắn phá một nguyên tử vậy. Muốn đánh bật một electron ra khỏi nguyên tử hay phá vỡ liên kết của một hạt cần phải có một máy gia tốc khổng lồ thì mới cung cấp đủ năng lượng để phá vỡ liên kết giữa chúng. Hay ngược lại, có những loại hạt nhân nguyên tử có sự kết nối rất yếu. Khi liên kết này bị phá vỡ, nó sẽ phóng ra năng lượng. Nếu tích lũy với một số lượng lớn, nó có thể phát ra một năng lượng khủng khiếp, giống như thuốc nổ hay bom hạt nhân vậy. Nên việc tu hành thường cũng có hai dạng. Dạng một là tiệm tu, tích lũy năng lượng rồi đột phá dần dần. Loại thứ hai là tích chứa nghi tình, tức là cái tâm của họ lúc nào cũng muốn hiểu được cái lý của Đại Thừa. Khi hiểu rõ được rồi thì họ đột phá rất nhanh. Nên tại sao người ta hay ví tụng kinh Kim Cang giống như tụng khối thuốc nổ vậy? Nhưng kiểu đốn ngộ thì không phải loại căn tánh nào cũng có thể làm được. Nên pháp môn thiền tông này gọi là tối thượng thừa, chỉ dành cho hạng thượng thượng căn mà thôi. Còn nếu đi theo hướng tiệm tu thì phổ cập hơn, nhưng không thể trong một đời một kiếp mà tích lũy đủ năng lượng để đột phá được. Nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật có khuyên, người tu hành cần phải cầu vãng sanh cực lạc là vậy. Vì ở cõi này nếu không phải là dạng thượng căn trở lên thì khó mà một đời có thể thành tựu được. Lại nữa Diệu Nguyệt, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu
Nam Mô A Di Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật, nhưng chưa thể đắc Tam Minh, Lục Thông, Vô Lượng Đà La Ni, Vô Lượng Tam Muội, nhẫn đến chưa thể đắc Nhất Thiết Chủng Trí, chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được, mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình như thật đạo. Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy, tuy đã nhào trộn đất sét, bỏ vô khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch, nhưng muốn viên gạch được bền lâu, chắc chắn không hư rã, chịu được nắng chói mưa sa, thì cần phải đưa vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ. Thí dụ như việc khắc họa hình tượng, tuy đã dùng gỗ tốt đẽo gọt lâu ngày và tạo nên hình dáng con người, nhưng phải bỏ ra một thời gian lâu xa để chạm trổ thêm mắt, tai, miệng, nét mặt, nếp nhăn, dáng vẻ, bộ tịch, thần sắc, vân vân. Người niệm Phật cũng là như thế, tuy đã phát khởi tính tâm dũng mãnh và công phu không gián đoạn, bê trễ, nhưng nếu tái sanh cõi ta bà thì vẫn bị luân chuyển vì định tuệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mãn, cần phải vãng sanh cực lạc thế giới, cận kề Phật và thánh chúng, thành tựu vô lượng ba la mật, thâm nhập tam muội tổng trì môn, phát hoằng thệ nguyện đi khắp mười phương giáo hóa vô số chúng sanh. Không lâu, lấy cỏ rải nơi bồ đề đạo tràng, hàng phục ma quân, thành đặng chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng. Tương tự vậy, việc tích lũy công đức ở đây chính là tích lũy cái năng lượng tập trung của mình. Như nhà Phật có nói, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Nghĩa là khi tâm mình tập trung vào được một chỗ thì không gì mà không làm được. Khi ta thâu nhiếp lục căn chính là đang gia công sức tập trung của mình. Nhưng nếu năng lực tập trung chưa đủ để đột phá không gian duy thứ thì phàm phu vẫn cứ là phàm phu, sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Vì khó như vậy nên Đức Phật mới khuyên chúng ta nên còn vãng sanh cực lạc là vậy. Nhưng nếu bạn là dạng thượng căn thì pháp môn tịnh độ vẫn có thể giúp bạn một đời thành tựu. Nếu pháp môn thiền tâm là pháp môn đặc biệt, là pháp môn tự lực chỉ dành cho hạng thượng thượng căn, thì pháp môn tịnh độ không những đặc biệt mà còn rất kỳ lạ, là ở chỗ là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu. Nghĩa là không chỉ giúp cho hạng trung hạ căn được vãng sanh cực lạc, được thành Phật ở thế giới cực lạc, mà còn có thể giúp cho hạng thượng căn có thể khai ngộ, có thể thành Phật ngay ở thế giới này. Nên pháp môn tịnh độ có thể trải dài hết ở ba thời kỳ, thời kỳ nào cũng có thể giúp người thành tựu. Thời kỳ mạt pháp đa số là hạng hạ căn, thì chỉ có người thành tựu về tín nguyện vãng sanh, tuy không có người giảng kinh thuyết pháp, không có người chứng ngộ, nhưng vẫn có thể giúp họ thành Phật ở thế giới cực lạc. Thời kỳ tượng pháp đa số là hạng trung căn, nghĩa là có người thành tựu vãng sanh, thành tựu việc giảng kinh thuyết pháp, nhưng không có người chứng ngộ. Còn thời kỳ cuối cùng của chánh pháp đa số là hạng thượng căn, thì pháp môn tịnh độ không chỉ giúp cho họ được vãng sanh mà còn có thể giúp họ khai ngộ ngay trong thế gian này. Như trong kinh niệm Phật Ba La Mật có thuyết: như ngươi vừa mới trình bày, tứ niệm xứ là pháp diệt khổ, là pháp đối trị tham dục, ưu bi khổ não,
là pháp đắc niết bàn vắng lặng. Còn pháp niệm Phật tam muội lại là pháp thành Phật, là pháp chứng vô thượng giác, là pháp thâm nhập cảnh giới bất tư nghị của chư Phật, là pháp mở bày và tỏ ngộ tri kiến Như Lai, là pháp cứu độ tất cả mọi chúng sanh, là pháp siêu việt trên hết thảy hí luận cùng thiên kiến của nhị thừa. Tại sao vậy? Trước đây Đức Thế Tôn vì những người ghê sợ hiểm nạn sanh tử mà nói pháp tứ niệm xứ, chánh niệm tinh tấn, nhiếp phục tham sân si để thoát khổ và đắc A-la-hán. Nay vì những người tín ngưỡng khát khao quả vị Bồ Đề, chí hướng mong cầu Phật Đạo, phát khởi đại bi tâm mà thực hành hành nguyện Bồ Tát, thì Đức Thế Tôn chỉ dạy pháp môn niệm Phật tam muội.